cháy, nếu như ở trong những vụ cháy mà có những thiết bị đắt tiền, những thiết bị có độ chính xác cao thì chúng ta sẽ sử dụng cái bình nữ để chúng ta chữa cháy nhá. Chứ không sử dụng, không nên sử dụng cái bình nam này để chúng ta chữa cháy, bình bột này chúng ta nhớ chưa? Bởi vì nó có tính chất ăn mòn sẽ làm hỏng các thiết bị máy móc đắt tiền. Đấy. Chúng ta phân biệt nhá, bình bột chữa cháy và bình chữa cháy bằng khí CO2. Đây là bình nữ, và đây bình nữ và đây là bình nam. Chúng tôi gọi đây là bình nữ bởi vì khi hoạt động thì nó sẽ kêu rất là to. Có ai có bật lửa không ạ? Đi bình
CO2 ấy. Gần nhất là người kia điện tâm.